Trận đấu ra quân tại World Cup nữ 2023 đã cận kề, và đội trưởng đội tuyển nữ Anh Millie Bright đã đăng thông điệp trên Twitter về cuộc tranh cãi xoay quanh tiền thưởng. Đội tuyển nữ Anh, đương kim vô địch Euro 2022, chuẩn bị đối đầu Haiti trong bảng D tại World Cup nữ 2023. Năm ngoái, chúng tôi đã trình bày với FA về lo ngại liên quan đến cơ cấu tiền thưởng và quyền thương mại. Chúng tôi hy vọng cuộc thảo luận sẽ được giải quyết trước khi giải đấu diễn ra, để tạo ra một kế hoạch dài hạn và minh bạch. Đó là chìa khóa cho sự phát triển của bóng đá nữ ở Anh. Hiện tại, chúng tôi sẽ tập trung vào giải đấu, tin rằng mọi pha tắc bóng, đường truyền và bàn thắng sẽ đóng góp vào công việc mà chúng tôi cam kết thực hiện bên ngoài sân cỏ. Chúng tôi tự hào được thi đấu cho quốc gia với niềm đam mê và sự kiên trì. Đội tuyển nữ Anh xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, đó là thông điệp của Millie Bright qua tài khoản Twitter. Trước đó, đội tuyển nữ Anh gặp rắc rối trong quá trình chuẩn bị cho World Cup nữ 2023, do cuộc tranh cãi kéo dài với FA về việc chia thưởng thêm cho đội và các quyền thương mại của cầu thủ. FA quyết không chia thưởng,